Dạ xin sư hoan hỷ trả lời giúp con muốn có cuộc sống sau này sung túc đầy đủ đầy, ngoài làm thiện tạo công đức bố thí thì con thờ ngài Siva Lý có đúng chánh pháp không? Và bây giờ quý vị làm như vậy nè, mỗi ngày khi mà quý vị thắp nhang hoặc là quý vị lạy, quý vị xá chào ngài Siva Lý, mỗi lần như vậy á, là mình phải bố thí một lần. Tức là ngày hôm nay con thắp ba cây nhang trước tượng Phật, trước tượng ngài Siva Lý, con chắp tay con đảnh lễ, thì con phải học hạnh của ngài, phải tập như vậy. Thì nếu như mà quý vị làm như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có cái phước sau này được sung túc đầy đủ. Hôm bữa sư nghe Hòa Thượng Bố Chánh nói một câu mà sư cũng hoan hỷ. Tức là bây giờ Hòa Thượng làm cái ráng tập cái gọi là cái thường cận y duyên á. Làm sao? Là lúc nào cũng đẹp người nào đó để mà mình còn không gặp được thì kẹt quá ngày hôm nay không. Tức là lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một phần á, rồi cứ gặp ngày hôm nay là mình phải làm phước được cái phần này. Quý vị tập vậy cũng được ha, mình mua một sấp bao thơ về, mình bỏ vô tùy khả năng của mình, 20, 50, 100, 200, 500 tùy. Bỏ vô trong người mình á, ngày bỏ một bao thơ. Quyết định là ngày hôm nay bằng mọi giá là tôi phải đem bao thơ tôi đem cho. Thì tập được như vậy thì nó sẽ rất tốt ha. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.